ពិតយុទ្ធនាការផ្ទះមួយអំពុះមួយគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការមួយក្នុងចំណោមគំនិតរូបដើមជាច្រើនដែលស្រុកបន្ទាយស្រីក្រុងនឹងដាក់ចេញហើយនឹងអនុវត្តនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែនិងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតគោលការណ៍រួមគឺក្នុងការជំរុញយ៉ាងណាឲ្យស្រុកបន្ទាយស្រីជាស្រុកមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុន សម្រាប់ខ្ញុំសក្តានុពលធំបំផុតរបស់ស្រុកបន្ទាយស្រីគឺឈរលើគោលការណ៍នៃសក្តានុពលខាងផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍ហើយបើយើងរឹតតែលំអិតទៅទីនោះគឺបន្ទាយស្រីមានសក្តានុពលធំខាងផ្នែកទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិជា ឧទាហរណ៍បន្ទាយស្រីមានប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទធំៗ4មានប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នតាព្រំហើយនិងបន្ទាយស្រីដែលភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាក្នុងខេត្តសៀមរាបកម្រនឹងរំលងចោលប្រាសាទបន្ទាយស្រីណាទី2បន្ទាយស្រីក៏មានភ្នំគូលែនទោះបីជាតែផ្នែកមួយនៃភ្នំគូលែនគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្រកចូលនិងបរិវេណជុំវិញភ្នំគឺសិតតែ
chấm nuôn ai score nâng bóng bóng một chương tiết mình toàn mang score bị sập Banteay Srei tua giang út họ đôi chỉ đầm bóng đây đã kiếm show chơi nâng không tiền ít cứ hai thằng phun Preak Dak đại phun Preak Dak là bay đào xa tại nông bạch chọc Preak Dak hay nâng không Banteay Srei ní phòng đá coi dương miên ca là bay đào xa score thằng nào Banteay Srei hay ca bị thay ní bóng bóng sao thì nãy chốn Preak Dak chỉ bàn bàn lư ông Peter sập ai Banteay Srei đại chỉ cả bất cứ chỉ sọc tại mũi cốt nó không khác sẽ biết đâm tật sọc ảm hay tật sọc ảm nó cứ ban chú tới lỡ tì xa tê xô đầm rơi áo tì xa tê xô bọn tay bọn tì xa nơi miên chùm nó chả ra tiệt đại mình toàn ban chấp ở ban nơi sạc đàn nó pinh rồi bắt luôn là lại tì còn lo móc thêm ban nai nô mà score bị băng chụp đại dương thua ban và rộp bị thi bọn ông thúc mà đòn rồi ta hỏi thì nít cứ chia băng đại miên tê xếp xa miên tật sát miền tây speed là soft trào hay miền lật speed tràn con cá rôn tràn vì tây mùi chấm hiện tiệt dương miền phnom ba speed đại tây núc dương miền chi rôm địa than bài song phèn phong thò mà chiết phong nâng bài bập thò phong cứ dương chấm rôn giang ná vừa ao bận tí say miền ắt tắc sinh nhà là bạc luồn cứ dương nâng rẽ xa nơi aram bài chôn bọt dương nơi rẽ xa aram tây speed vía sài tây speed phnom phiệp bày tòn màu chi tì cô cắt vía sài ông tụ bọt tòn lớp nùng tùm rung bài chỉ nẹ Banteay Srei rẽ xa nơi áp tạ sinh nhà muối đài lập đó chi chùm rửa nhiều tì xò đài chô chật rộm nơi khổng tì khổng ai xin nạ nữ tu xin nạ cầm xa nơi khổng khổng xì bà điếp nhiều tì xò đài ao đồng lầy tờ lỡ tì xò bài phò mà chết vọt ai tì cha là nả kích chanh bì tì khổng hai máu xa là bóng nơi bắt đi sau tới cho bài nơi sọc xài xâm rạp khiêm Banteay Srei mình sẽ cả đàn bộ trào anh bần tay bà xin là dương chọn áp vọt Banteay Srei khiêm chưa tha dư mình cua rô vơ rô vi trào anh từ rô sạc cả đàn bộ để chứng ngay bệnh nơi bê để sạc cả đàn bộ để nơi chết đầy cứ chỉ sạc cả đàn bộ tới cho cứ chỉ sạc cả đàn bộ tới cho bài phòng chết để nơi kiện nâng đầy dương ai cháu chạp bán dương ai prai khai bán đường hay bần nét Banteay Srei dùl ông pi sự rất quan trọng này tới cho bài phòng chiết nét Banteay Srei yul pi away để hạ thấp bắt đệ sân thà cái rip chom cần lại rồi bắt luôn anh ao miên lệ nè xoa cung rẽ tẹ nghi xuống sự rap nét tới cho mau tới đi hơi chiên từ đó cả bằng cao nơi ắt tắc nhàn nơi tam khum nỉ mũi nỉ mũi chiên từ đó cả bằng cao nơi ắt tắc nhàn tam khum nỉ mũi nỉ mũi nơi pe núc cứ nét Banteay Srei nâng sôp yộc ban prạch chim nô giang tràn hay nó bên đó mình thấy mình chăm bắt chấm nã sốc từ thuê cầm mà còn thằng cái phịa cây cỏ này không sốc mình thấy có ai nâng cấp được thôi bạn ạ.